dây như thế này. Dây nó là dây bằng nhựa nha. Đi nếu mà đi bộ mà đeo như thế này á chắc nó không cung đâu. Để đi bộ đeo như thế này. Đi bộ đây. Đây là giờ đi bộ vô quay nè. Đó. Đây là đường chuyển nè, chạy thử vòng đó. Đó, cái cậu nhóc kìa. Góc quay đẹp không? Đây, tốc độ lên 60 nè. Tâm quay như thế nào? 60 nha. Chung là nó tương đối là nó chắc. Độ này là 60. Bây giờ về. Đây là quay 2K7 đó, 60fps đó. Dòng đeo cổ thì telesim. Chạy nữa lên. Tốc độ này đang là 70-60-70 đó. Cái máy vẫn chắc nha. Ở đây. Okay.